đặc biệt là bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục, bố trí 7 đến 10 công chức hải quan, đảm bảo giải quyết nhanh nhất các thủ tục, tờ khai hải quan. Chi cục cũng chỉ đạo công chức hải quan làm việc sớm hơn 30 phút so với giờ mở cửa khẩu. Từ đầu năm đến nay, đã có 7.800 tấn vải tươi được xuất qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, đạt giá trị kim ngạch trên 4,7 triệu đô la Mỹ, tăng 55% so với cùng kỳ. Mỗi ngày có hơn 200 phương tiện chở vải tươi từ các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên được thông quan.